hai bát đôi một người, hai bát 20, nên là công suất nó cực kỳ lớn nha. Công suất nó ngang ngửa dòng lava tấp của NanoMax nha. Công suất tới 420W lần. Cái này thì được trang bị công nghệ tối tân bây giờ luôn, công nghệ Bluetooth 5.0 ha. Tuy giá thành rẻ nhưng mà vẫn có đầy đủ cho mình hết tất cả các chức năng. Mình có thể vừa sạc vừa sử dụng, là tại vì trong nó sẽ có cái bình điện 12V 14A ha. Thì mình có thể vừa sạc vừa sử dụng luôn, mà thời gian sử dụng cũng rất là lâu nữa. Nó tùy vào cái mức âm lượng mà mình điều chỉnh, thì nó đâu đó khi mà mình sử dụng thì nó sẽ tầm đâu đó khoảng từ 4 đến 5 tiếng ha. Còn sạc thì nó sẽ mất tầm 6 đến 7 tiếng mọi người. Dạ, thì cái loa này thì cũng có 10 nút để mình điều chỉnh các volume nè. Volume của bass, chép, mid, delay nè, reverb. Con loa này cũng có reverb cho mid nữa để giúp cho mình cái giọng hát của mình nó nhẹ hơn á. Còn cái mic này á, thì cái mic bằng kim loại nha, rất là chắc tay nè, nhìn rất là sang trọng nè. Đó, nó sang lắm nha mọi người. Nè mọi người nhìn đi, nó sang, mọi người thấy không ta? Cái phần này là kim loại nha. Còn cái phần dưới này nè, cái đế này nè, trời ơi, nó bằng cái gì ta, nó có được giải bằng kim tuyến mà mọi người, lắp ra lắp ra đã đó. Cái này mà tắt đèn đi ha, tắt đèn đi cái mình đọc cái mic nó chiếu 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 rồi đẹp lắm mọi người ha. Phía trên ha là sẽ có cho mình cái lỗ cắm mic. Nó sẽ rất là dễ bảo quản, không bị mất mít cho mọi người. Thường ở nhà mà có mấy bé nhỏ đó thường là loa mình để như thế này là mít mình để trên này, thì nhiều khi để lung tung đó, mấy bé nó chơi mình dùng là hư đó.